Hai mọi người, lại là tôi đây. Chiều nay chúng ta sẽ ăn món cháo người, cháo cá mọi người, vô phải sữa đá mọi người, chanh mọi người. Đây mọi người, cháo mọi người, cháo cá mọi người. Ly phơi sữa đá mọi người. Chanh mọi người, chanh nấm mọi người, leo manh mọi người. Mỗi người. Mời mọi người vô ăn thôi mọi người. Cá vàng rồi, ngon thơm rồi. Cháo cá vừa ăn mà con gừng nó cay cay luôn á. Hành ngon quá, cây bắp. Vị cay của gừng thì nó ấm ấm, nó hơi đắng xíu mọi người. Cá da mùa ngon thơm. Cháo này cũng vừa ăn mà, nó kiểu nó đặc luôn rồi, vừa ăn mà. Nó không có lỏng lẻ luôn rồi, nó cũng vừa ăn. Cháo nước không, nó lỏng lẻ luôn rồi. Ít nước thì đặc. Cũng ngon rồi, cháo ngon. Ăn cháo ấm cái lòng rồi. Phải sữa ngọt rồi, đá giả có gì ngọt nhẹ rồi, không đáng đáng rồi. Chấm muỗng vô mùa cháo. Mùa cháo lấy xô có đồ, có cái quay một giải sách luôn rồi. Nhiều người cháo cá mà, cháo cá ngon rồi, cháo nó vừa ăn rồi. Cá ngon rồi, cháo cá ngon dai rồi, có gừng tiêu ớt rồi, hành ngon rồi, nó thơm thơm rồi, cay cay rồi. Ai muốn ăn chanh thì nặng chanh dùm rồi, cà phê sữa thì ngọt rồi, ngon thơm rồi. Chào tạm biệt mọi người nhé. Chúc mọi người có một bữa chiều thật là ngon miệng và có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.